Rồi đây là khu vực chợ hoa của thành phố Long Khánh đây các bạn. Thì ở bên phía bên này là mai các bạn. Chủ yếu ở bên này thì là mai. Bây giờ mình đi vòng vòng mình xem thử ha. Mai bông giấy nè. Mai năm nay quá đẹp luôn các bạn. Và số lượng về rất nhiều. Thấy như những cây mai này quá đẹp. Giá thì họ không có ghi. Tại vì những cây mai thì nó thuộc về vô giá mà các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Bông nụ ngày này là 26, 27, 28, 29, 30. Còn 4 ngày nữa hả? 4 ngày nữa thì tưới nghĩa là nó nở bung bông là vừa đẹp luôn. Quá đẹp. Và đây là những bông hoa gì? Hoa đồng tiền mini hả? Rồi, những cái bụi trồng mai nhỏ nè. Mai nhỏ cũng cho búp đồ rất là đẹp luôn. Ủa bán hay mua vậy? Bán hả? Như chậu nhỏ nhỏ này như một chậu vậy? À 200 300. À đẹp ha. Hai trăm ba trăm rất là đẹp. Nói chung giá đó thì cũng quá ok. Ồ bên này mai quá đẹp, mai quá đẹp. Mai nhỏ đây làm đẹp quá ha. À, anh ở tỉnh nào lên anh? Bến Tre hả? Ở quyền nào anh? Hả? À, Chợ Lách hả? À? À, tục Chợ Lách lên. À, như mai này thì mình lên đây mình bán là bao nhiêu một chậu anh? 200, 300, 400, 500, 900. À, 200, 300, 400, 500, 900. Nó nhỏ 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 vậy mà. Như cái chậu mai mà như nhỏ nhỏ đẹp đẹp đó thì nhiêu một chậu anh? 250. 250 hả? À, đẹp quá, dân Bến Tre làm rất đẹp. À, em cũng có bà con ở Bến Tre, ở huyện Châu Thành. Dạ. Yeah. Quá đẹp. Cái này búp này là nó vừa nở đúng giao thừa luôn được, ok ha. À, mai này à, bông nụ thì nụ này mới là vừa nè, mới ok nè. Nụ này à, tưới một à, di chuyển đi tưới một cái là gọi như là à, cây này nó bị à, cháy quá trời ta. Rồi đây những cái cây mai à, mai thế rất là đẹp, cũng rất đẹp. Mai bên mình làm đẹp quá ha. Cúc. À, mai rất nhiều các bạn. Đây có ghi giá luôn cả 500k, 400k, 350k, 300k, 300k, rồi 250k. Ờ, dân Bến Tre lên bán ghi giá đàng hoàng ha. 100k cũng có nữa, 100k cây nhỏ nhỏ nè. Wow, 100k cây nhỏ đẹp á chứ. Ừ, đẹp ác cái nha.
Đây nó có nở sớm quá không anh? Không sớm, cũng phải nở ra chứ không sớm. À vậy hả? À. Cái chậu to này anh bán luôn hả? Cái to của bên đây. À. 2,5 triệu, Mai Chiêu Thủy. Wow, Mai Chiêu Thủy cũng quá đẹp. 2,5 triệu cây. Chân Bến Tre lên họ là họ ghi giá luôn. Ồ, còn những cái cây mai đây quá đẹp. Uống lượng phải nói là quá đẹp luôn. Bao nhiêu chậu anh? 250 cặp. 250 cặp hả? Dạ. Cũng rẻ ha. Bến Tre lên hả anh? Dạ, Bến Tre. Quyền nào anh? Quyền Chợ Lách. Chợ Lách hả? À. Bán mai luôn hả anh? Dạ. Mai mắc không anh? Mai tiền theo cây. À, như cây đẹp đẹp vậy nhiêu? Cây này 1,2 triệu. À, cũng rẻ mà. Ô, dân Bến Tre bán rẻ quá ta. Chở từ Bến Tre lên mà rẻ quá ha. Hả? Đúng rồi. À. Lên bán mắc ai mua đúng không? Mai nở hết rồi. Lỗ sặc gạch rồi. Rồi, rất là nhiều mai các bạn, nó nhiều mai lắm, dưới kia có mấy cái loại mai 6 cánh, 7 cánh rồi gì cả. Nhưng mà để xe kia giờ để mình chạy xe xuống cái đó. 800 là chắc xì bọc. À, 10k một sắp các bạn, quá rẻ luôn. Rẻ ha, quá rẻ, sống đời này của cháu luôn hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu một cây cháu? Dạ trên ta, thì chặt là 250. À, cặp 250 xong đời đẹp quá ha. Nhà chồng hả cháu? Không, thì con cũng nhập về. À, con nhập về. Con tắt nhiều cây cháu? Dạ, 200. 200, đẹp quá. Anh nhập nhiêu cây? Của nhà đem bán. À, của nhà đem bán hả anh? À. À, bao nhiêu cây là anh mang bao nhiêu chậu? 700 cây. 700 mà giờ bán được phần nửa rồi. À. Lẹ dữ ta. Nhà. Ồ, năm nay tính ra họ mua bông dữ chứ. À, chắc có lẽ giá rẻ. Giá dạ. À, mà tại sao cây mình bán có 100 ngàn rẻ vậy anh? À. Còn cây ở đây là 200. Đây là 100. Đỏ đỏ này 100. Em thấy cái 100 này bỏ anh vàng cũng đẹp ạ. À. Có lý ạ. Dạ. À. Lớn nhỏ gì chân cũng được ráo không. 200 giá rẻ dễ chân ha. Tí mà em quay lại mua một cây về bỏ anh vàng chơi cho vui. Dân Bến Tre công nhận nói chuyện nghe hiền hậu ha. Mai chùm mai xoắn đẹp quá các bạn, mà sao nở dữ vậy ta, nở quá trời luôn. Đây, wow, mai chùm mai xoắn quá đẹp. Cái cây nó giống như nó đùng, cái này là một cái giống nó tự động các bạn.
À, cái giống mai nó vậy á. À, đúng rồi, nó cái giống nó vậy á. Ừ. Ở dưới Long An nó bán cái giống này là nó giống như kiểu mà nó trồng cái cây, nó ươm cái cây này ra. À, nó trồng cây này ra xong cái cây nó tự vậy á. À, xong cái bắt đầu giờ nó đặt nó làm, nó làm cái giống này nó bán chạy lắm, nó bán mà bán giống cho người ta đó. Chạy. Nhưng mà mai này nở hết rồi. Nở nở quá trời nè, nở. Nở là thua rồi. Ha. Quá trời mai. Mai này chắc Long An mang lên quá. Vậy đó chị. Chị tám mới cỡ như ha. Đúng rồi, Long An nó ở hình như Đức Hòa Huệ gì nè. Quá đẹp, quá đẹp, mai ghép. Có mai trắng nữa. Mai trắng nè. Hoa mai trắng. Này nở sớm không cháu? À vậy hả? À à. Xin cảm ơn và công ty Việt Theo đã tạo chặt chẽ với đơn vị và hoàn thành xong cái công trình mà đơn vị cũng mong muốn. Xin cảm ơn. Đây, chợ hoa xuân, đây là cái khu mà khu hoa cúc này các bạn. À, khu muôn vàng các cái loại hoa cúc là nhiều nhất. Bên kia là hoa mai, hồi nãy là mình quay, còn đây hoa cúc. Chợ hoa xuân Long Khánh 2024 ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong dạo một vòng cho vui. Muôn vàng hoa cúc ha. À, mình là đi hướng nào ta? Hướng này đi. Hoa đào hoa, đào hoa. Đó các bạn thấy không? Muôn vàng hoa cúc ha. Cúc hoa thọ. À, dân thờ mùa hoa quá trời hả? Chơi dữ vậy đó bây giờ. Hoa lan. Trời chữ xuống để anh quay đầu cho nó chạy. Hoa cúc, hoa mặt trời, hoa dây. Bên này thì hoa không có cao cấp như bên kia ha. Thế năm nay bà con mua bông cũng khá dữ á.
Đấy, mến chào các bạn, đây là thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây là vòng xoay về trung tâm hành chính của thành phố Long Khánh ha. Đối diện đây là phía trong là sân banh, và đây là khu là một khu phố, thì nó không phải là khu phố đi bộ nữa. Nhưng mà khu này là vào trong trước mặt khu sân banh, thì thường thường sân banh là một cái nơi mà bắn pháo hoa hàng năm, là bắn pháo hoa tại ngay chỗ sân vận động Long Khánh các bạn ha. Cái năm nay thì làm cái đường hoa, thì ở đây là các bạn thấy một con rồng được in, và ghép lên một cái hộp, ghép lên một cái khung sắt rất là đẹp ha, rất là chỉnh chu. Và ở đây thì công tác mà đang trang trí thì cũng đang còn tiếp tục nha các bạn nha. Đây, Xuân Giáp Thìn 2024. Thì như mình nhận thấy thì năm nay trang trí có rất là nhiều điểm mới lạ ở thành phố Long Khánh ha. Như đây thì các bạn thấy không? Chữ Xuân 2024 hiện tại cổng chưa có mở để cho bà con vào. Thì những cái tủ nè, những cái tủ làm bằng nhựa, có đèn trang trí, đèn chớp được ha. Rồi một cái bảng Xuân 2024 chữ nổi, có đèn hiển thị. Đó là hai bên cổng thì cây đào giả rất là hoành tráng ha, rất là đẹp, rất đẹp luôn. Thì ở đây thì hiện tại giờ đang còn trang trí bố trí rất là nhiều. Đây có những nơi, nói chung khu vực này thì để cho bà con và các bạn trẻ chụp ảnh. Điện nước Quang Vinh này vừa chắc có lẽ là một nhà tài trợ ha. Rồi. Nhưng mà rồng này sao phun tuyết ra ta? Phun tuyết trắng cũng hơi lạ nha. Cái đối diện thì cũng có một số gian hàng mà bán hàng là thuộc loại cao cấp các bạn nha. Ví dụ như là đây, những cái